Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lập liên minh chống tàu, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa kết thúc chuyến thăm chặng cuối Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 trong chuyến công du mà ông liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi các nước quốc gia châu Á hợp tác với Hoa Kỳ trong việc đối mặt với các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc gây ra. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông có nói chuyện với Tổng thống Donald Trump vài ngày trước khi đến Hà Nội. Đây là hình ảnh, bức ảnh chụp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay nhau bằng cùi chỏ. Nhà hoạt động Nguyễn Đân Thắng đã nhận xét rằng ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đeo ngược khẩu trang, tức là phía mồm quay lại phía trên mũi nên nhìn hơi buồn cười. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói tiếp, tôi nói với ông ấy rằng tôi đang trên đường đến đây. Ông ấy gửi lời chào trân trọng. Ông ấy nói rằng trong các dịp trao đổi với ông, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, về những điều quan trọng mà hai nước chúng ta cùng hợp tác, chúng tôi có sự tôn trọng rất lớn đối với người Việt Nam và chủ quyền của Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo nói như vậy. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ còn bày tỏ mong muốn của Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng. Về phía mình, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói ông tìm kiếm sự hợp tác chân thành trong việc hỗ trợ cho một khu vực hòa bình và tiến triển cho mối quan hệ thương mại và đầu tư. Việt Nam là chặng dừng chân được bất ngờ thêm vào trong chuyến công du châu Á, dự kiến đến 4 nước của Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhằm tăng cường đồng minh chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và đang xâm nhập chính trị và quân sự trên khắp nơi tại châu Á. Tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng không hề đề cập công khai đến Trung Quốc như các chặng dừng chân trước đó ở Ấn Độ, Sri Lanka hoặc Indonesia. Tại Sri Lanka, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một kẻ săn mồi và đem đến sự vô pháp cho Sri Lanka và Maldives, hai quốc gia thuộc Ấn Độ Dương mà Trung Quốc tài trợ xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau trước sự báo động của Ấn Độ và Hoa Kỳ. Tại Maldives, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng trái phép lãnh thổ và gây tổn hại môi trường của nước này. Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ mở đại sứ quán Mỹ đầu tiên ở thủ đô Manila trong một nỗ lực nhằm đối trọng với sự hiện diện của Trung Quốc tại đây. Còn tại Ấn Độ, ông cũng kêu gọi Delhi hợp tác để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc đối với an ninh và tự do trong khu vực. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp ở Hà Nội được ghi nhận vào năm 2018. Đối với Indonesia, Ngoại trưởng Pompeo một lần nữa tố cáo yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là phi pháp và khẳng định Hoa Kỳ sẽ tìm các phương thức mới để hợp tác với Jakarta trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tin cũng cho hay, trước khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Mỹ có cuộc họp kín với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Trên trang tweet vào hôm 30 tháng 10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng được đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam trong dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông khẳng định quyết tâm và hành động của hai quốc gia vì lợi ích chung chắc chắn sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng cảm ơn Hoa Kỳ về những hỗ trợ chống COVID-19 và trong thảm họa lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, trong đó có khoản hỗ trợ 2 triệu đô la từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà cũng đưa tin như sau. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm Việt Nam 2 ngày, 29 và 30 tháng 10 trong chuyến công du châu Á. Chỉ vài giờ ngay trước khi ông Pompeo đến Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra tuyên bố cho biết công dân Mỹ gốc Việt Michi Phương Minh Nguyễn đã được thả tự do vì lý do nhân đạo. Michi Nguyễn sinh năm 1964 là doanh nhân sống tại California. Ông bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2018 khi về Việt Nam thăm họ hàng, bạn bè. Và tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án 12 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 Bộ luật Hình sự. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, ông bất ngờ được đưa ra Tân Sơn Nhất và trục xuất về Mỹ. Quan chức Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam thả bà Phạm Đoàn Trang. Đây là hình ảnh ông Michel Phương Minh Nguyễn nay được tự do sau khi đã ngồi tù khoảng 2 năm 3 tháng, trong khi hai thanh niên Việt Nam còn lại là Trần Long Phi và Huỳnh Đức Thanh Bình vẫn phải ngồi tù với thời hạn 8 năm tù và 10 năm tù. Hôm 16 tháng 10, 12 dân biểu Mỹ đã gửi thư tới ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo
bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi nhà ngoại giao này nên kêu gọi thả bà Phạm Đoan Trang trong bất kỳ cuộc họp song phương nào với chính quyền Việt Nam. Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Pompeo có bàn vấn đề nhân quyền và nêu vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang trong cuộc gặp với nhà các quan chức Việt Nam ở Hà Nội hay không, nhất là với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trước đó, khi Việt Nam và Mỹ bất ngờ công bố ông Pompeo công du tới Hà Nội, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hôm 27 tháng 10 cũng liên hệ với cơ quan chuyên trách về dân chủ, nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỏi xem liệu phía Mỹ có nêu vụ bắt giữ bà Trang bên lề diễn đàn kinh doanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tổ chức. Nhưng tới hôm 29 tháng 10 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trên trang Facebook cá nhân của mình, doanh nhân Lê Hoài Anh viết như sau: Việt Nam cứ mạnh dạn và tiếp khách quý, không phải sợ thằng tàu cộng nhé. Đừng hèn mặt mãi, TV dịp này cũng đừng chiếu mấy cái phim Điện Biên Phủ trên không, rồi Hà Nội 12 ngày đêm. Dị vãng đã qua, đừng khai quật điện mãi, chẳng lợi ích gì, thời thế, thế thời phải khác rồi nhé. Sợ mãi cái bọn bành trướng, hèn lắm, dân đen ngán lắm rồi. Liên quan đến các hành xử của tuyên giáo tương tự như vậy, Facebook cao quyền cũng nhắc lại chuyện Thủ tướng Nhật Bản sang Việt Nam mới đây. Thủ tướng Nhật Bản qua thăm Việt Nam quả cáp đủ thứ, tỏ vẻ rất trân trọng mối quan hệ với Việt Nam. Việt Nam ngoài mặt niềm nở nhận quà nhưng ngay sau đó cho VTV phát bộ phim ca ngợi tinh thần kháng chiến chống phát xít Nhật, đâm sau lưng đế quốc Nhật xải lang một nhát thật đắc ý. Đây là hình ảnh đài VTV chiếu bộ phim Tiếng chống Kim Sơn với nội dung kháng Nhật cứu nước ngay đúng lúc Thủ tướng Nhật Suga đang thăm Việt Nam. Nhật Bản chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng cách bố ráp bắt một đống tội phạm trộm cắp người Việt Nam tại Nhật Bản, đưa hai chữ Việt Nam lên đầy trang tin của các đài và báo Nhật Bản. Với nội dung dường như muốn miêu tả rằng mày đâm sau lưng tao bằng cách quá khứ, tao sỉ nhục lại mày bằng hiện tại. Bởi vậy mới nói rằng khôn lỏi quá thành ra ngu. Ông Cao Quyền đã đưa ra phân tích cá nhân của mình như vậy. Còn nhà văn Tạ Duy Anh có bài bình luận trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Đất nước hay chế độ, với nội dung được miêu tả như sau. Cách này 8 năm, tôi đã cảnh báo về sự nguy hiểm của hành động Trung Quốc thành lập tỉnh Tam Sa. Xin trích: người Việt không nên coi thường động thái này. Đầu tiên chỉ là cái tỉnh trên giấy bị Việt Nam, Philippines coi là vô giá trị, nhưng sau đó hãy sẽ lấn át cái tỉnh đó vào đầu hàng tỷ người Trung Quốc, tạo ra những giao tiếp thương mại, ngoại giao với các nước thông qua Tam Sa. Chẳng hạn hành động mời thầu thăm dò dầu khí hay những phi vụ buôn bán thương mại với lợi nhuận hấp dẫn gắn với cái địa danh Tam Sa, rồi những hội nghị, triển lãm, thi đấu thể thao nhỏ do Trung Quốc đăng cai được tổ chức ở Tam Sa. Dần dần, cái tên Tam Sa sẽ thành một địa danh quen thuộc với thế giới. Nó sẽ đi vào các văn bản, giấy tờ mang tính quốc tế. Nó cứ từ từ là một đơn vị hành chính hiện thực của Trung Quốc. Khi đó, những hoạt động trên Biển Đông của chúng ta được mặc nhiên coi là hoạt động ở tỉnh Tam Sa của Trung Quốc. Thế giới không bị buộc phải nhớ Tam Sa thực chất là cái gì, gây tổn hại cho ai, mà họ chỉ cần biết Tam Sa mang lại cho họ cái gì. Giống như thói quen thế giới gọi biển phía Nam Trung Quốc là biển Hoa Nam, Tết âm lịch là Tết Trung Quốc, đã đến lúc nào đó họ chỉ còn biết Tam Sa là tỉnh của Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc sẽ dựa vào đó để coi là hành động tuyên truyền để bảo vệ, cụ thể ở đây là bảo vệ Tam Sa. Vào tháng 10 năm 2016, Trung Quốc hoàn thiện bộ máy hành chính Tam Sa thông qua một cuộc bầu cử bước tiếp theo để hợp thức hóa địa danh bất hợp pháp này. Đây là hình ảnh Trung Quốc xây dựng đảo đá chữ thập thành căn cứ quân sự với đường băng dài 3 km để sẵn sàng tham chiến ở Biển Đông. Cách đây khoảng 10 ngày, Trung Quốc còn công khai đang có tới 400 doanh nghiệp của chúng ta hoạt động ở Tam Sa, chủ yếu trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dự đoán sắp tới, Trung Quốc sẽ ném ra món mồi nhử hấp dẫn, lôi kéo các công ty tập đoàn nước ngoài rót tiền đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ trung chuyển qua hệ thống cảng biển, bến bãi, kho chứa để thực hiện các bước nguy hiểm là quốc tế hóa địa danh Tam Sa. Rõ ràng là kẻ thù tiến sâu xuống phía Nam theo đường biển, đến sát cạnh sườn người Việt với những cơ sở hậu cần hùng hậu và cực kỳ nguy hiểm, chuẩn bị cho việc thôn tính tiếp theo. Nếu ai còn mơ hồ về điều đó, cứ cố sống cố chết bám lấy tình đồng chí để mong có sự nhân nhượng, chắc chắn sẽ thành tội đồ của dân tộc. Nhưng Tập Cảnh Bình, một vị hoàng đế đỏ, không phải là một lãnh đạo có tầm nhìn xa như mọi người nghĩ về hắn. Với thói kiêu ngạo, háo danh, Tập đâm chuốc cho đất nước này của y vô vàn kẻ thù. Thế giới phương Tây sau khi tối mắt vì tiền bạc đã kịp thức tỉnh, đang cùng Ấn Độ, Nhật Bản lặng lẽ siết chặt vành đai thép để kiềm chế con quái thú Trung Hoa.
chúng ta có lợi ích lớn từ hành động đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa bất ngờ tới thăm Việt Nam chắc chắn không phải chỉ để vui chơi, sẽ có những điều cả hai nước cần giữ bí mật. Vì thế, tôi không dám lạm bàn tới bất cứ chuyện gì, nhưng tôi hy vọng rằng chính quyền Hà Nội không bỏ lỡ thêm cơ hội then chốt và không muốn nói rằng đây là cơ hội cuối cùng hợp tác sâu với Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên hành tinh này còn đủ sức, bản lĩnh, đủ sự tỉnh táo để khiến Trung Quốc phải chùn tay. Nếu quý vị cho rằng công khai thách thức Trung Quốc là thiếu khôn ngoan thì cũng đừng dại dột công khai khiến các đối tác lớn nản lòng. Đừng ai quên rằng hiện chỉ còn Trung Quốc là thế lực ngoại xâm đang chiếm đóng một phần lãnh thổ của Việt Nam. Và hãy vượt qua cái ám ảnh về chuyện mất còn chế độ khi đưa ra các lựa chọn lợi ích đất nước. Một chế độ tốt đến mấy cũng không thể đồng nhất với đất nước, nhưng một chế độ tốt hơn luôn là mong muốn của người dân, trong đó có bản thân cá nhân tác giả. Và chính họ sẽ bảo vệ, và chỉ còn họ mới đủ sức bảo vệ. Còn chế độ lỗi thời, thối nát, phản dân, coi công lý là cỏ rác, nhất là lại để mất lãnh thổ vào tay giặc, thì nếu không tự nó biến mất, cũng sẽ bị cưỡng bức biến mất. Điều đó vẫn luôn được coi là tiến bộ của lịch sử. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nêu lên quan điểm của mình như vậy. Và thông tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ có thể đề nghị cho máy bay săn ngầm bay từ Việt Nam ra Biển Đông. Đây là hình ảnh máy bay Boeing P-8 là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, tác chiến chống tàu ngầm, chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát. Giáo sư Cathay, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học tại Úc hôm 28 tháng 10 năm 2020, có nhận định về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo ông Cathay, Hoa Kỳ có thể đề nghị phía Việt Nam cho phép máy bay săn ngầm P-8 của Mỹ bay từ Việt Nam ra Biển Đông để trinh sát, đồng thời tiến tới hợp tác trong lĩnh vực tuần tra biển để đối trọng với các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp. Ngoại trưởng Pompeo cũng có 3 ưu tiên hàng đầu như sau. Thứ nhất là thảo luận về cách Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác để thúc đẩy Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, và tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác chống lại virus corona liên quan đến vaccine và phương pháp điều trị và phục hồi sau COVID-19. Và thứ ba là sự tham gia của Hoa Kỳ vào các hội nghị cấp cao cuối năm của ASEAN và các cuộc họp cấp cao diễn ra sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11. Ngoại trưởng Pompeo sẽ quan tâm đến việc xác định những bước thực tế mà Việt Nam sẵn sàng thực hiện để thúc đẩy các hợp tác với Hoa Kỳ. Và Ngoại trưởng Pompeo cũng có thể tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng bảo vệ bờ biển để chống lại việc đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc, tài trợ cụ thể cho các dự án cơ sở hạ tầng và có thể cho phép máy bay trinh sát Hải quân Mỹ sử dụng Việt Nam là nơi để cất cánh, điều mà Indonesia đã từ chối làm. Giáo sư Cathay cho biết thêm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 với bản tin Lập Liên minh chống tàu, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.